Cho thêm chiếc lá nữa cho nó mạnh nè. Lữ hái nó bay ra, dù dù dù. Thêm một cái lữ hái nữa đi. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm qua mình đang chơi đó, rồi mình tạm ngừng đó, nhưng mà nó sẽ hôm nay nó sẽ tiếp tục cái level kế tiếp. Nhưng mà cái này nó không phải tính như level như bên kia các bạn ơi. Nó tính lạ lắm, nói chung là mình cứ chọn tới mình chơi tới thôi hả. Đấy, giờ nó tới màn tự động nè, nó cho mình chọn mấy cái vũ khí nè. À, cái này nó quay nè. Cái này kêu là cây đẩy chuối hay gì đó, ba cũng không biết. Cái này nó quay vậy nè. Ừ, đúng rồi. Nó quay vậy nè, nó má. Quay mạnh lắm á. Nó quay y như cái đoạn quay á. Nó quay nó quăng ra vũ khí đó phải không? Nó cái con này nó quay ở như cái con quay luôn. Khá vậy. Yeah. Quá là hại luôn. Nói chung là cái level này nó ra cái vũ khí đặc biệt đó các bạn ơi. Đánh rất là mạnh luôn nha. Tiền vàng tha hồ, vũ khí tha hồ lộng luôn. Tăng cường cũng lật thử cái coi xem sao. Yeah. Quá mạnh luôn Phúc ơi, thêm về nữa coi sao. Lại phải xíu đi, giải xong rồi về cái đi ơi. Rồi đó đi. Đặt vũ khí liên tục luôn các bạn ơi. Đây, có một chiếc lá ra, mình cứ tận dụng nó ngay liền các bạn ơi. Cho thêm chiếc lá nữa cho nó mạnh nè. Lữ hái nó bay ra, dù dù dù. Thêm một cái lữ hái nữa đi. Ok, vậy là đã qua bàn nữa rồi các bạn ơi. Wow, thêm một cái mặt zombie nhìn thấy hung tợn quá. Nhìn thấy ghê quá. Yeah, cái gì đây? Tap up fun. Wow, mình được thưởng quá nhiều vàng. Được 5.000 vàng luôn rồi. Yeah. Ừ, nó mở cho mình một cái vũ khí mới Phúc ơi. Qua quả bơm cherry gì nè. Thêm một đậu sấm sét luôn. Quá nhiều quà rồi. Ok. Bay lấy quần đơn mặt ơi mẹ. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Thì mình sẽ tạm dừng cái video mà tại đây nha. Mình qua cái quần này rồi. Mình đã đến được quần 5 rồi các bạn ơi. Quần 5. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình nha. Nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Ok bye bye. Hẹn các bạn vào ngày mai.